Chào các bạn, quay lại với kênh Đi học Academy và mình là Huy. Trong video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn các cái chức năng liên quan đến đăng nhập đột xuất, thêm mới người dùng và list người dùng ra từ DB. Trong video lần này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn hai chức năng là Edit và Creator. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Cũng giống như là chức năng thêm mới thì chức năng edit cũng cần phải có một cái view. Đầu tiên mình sẽ quay trở lại code mà mình sẽ tạo ra một cái view mới, mình đặt tên là edit.blade.php. Sau đó ở trong cái file create mình sẽ copy nó. Bởi vì sao? Edit và create nó gần giống nhau. Mình sẽ đổi lại chút, ở đây sẽ là edit user. Tiếp theo mình sẽ vào user controller và ở phần edit mình sẽ tìm kiếm thằng user bằng user 4.file or fail trên vào id. Tiếp tục mình sẽ return lại view sẽ là user chấm edit. Rồi, mình sẽ trả lại một cái biến compact nó. Biến này tên là user. Sau đó mình sẽ quay trở lại web này để mình khai báo cái route này. Mình sẽ cần truyền vào nó là id và đặt tên là edit. Tương tự cái tên hàm cũng sẽ là edit, router cũng sẽ là edit. Khi mình đã viết xong như vậy rồi, mình sẽ quay lại view edit. Ở đây thay vì own name, mình sẽ ở trong mọi chấm user cho đến name, có nghĩa là khi mà mình edit và nó có lỗi, thay vì hiển thị ra tên người dùng cũ thì mình sẽ hiển thị ra tên mình thay đổi. Tương tự đối với email thì mình cũng sẽ sử dụng user cho đến email. Tương tự đối với trường address sẽ là user cho đến address. Rồi, riêng trường password thì mình sẽ không để gì cả. Đây mình sẽ đổi lại sẽ là update. Tiếp theo ở trên phần edit user này, mình sẽ in ra name của nó sẽ là user cho đến name. Rồi, mình sẽ quay trở lại view index. Ở đây, cái class này thiếu chữ N. Mình sẽ đổi lại, nó sẽ là một thẻ A. Và đường dẫn của nó sẽ đến sẽ là route. Tên sẽ là user.edit. Mình cần truyền vào ID. Rồi, mình sẽ quay trở lại cái view, cái trang web của mình. Và mình sẽ reload lại. Tiếp theo, mình sẽ click vào nút edit. Một người có tên là PHQ ở đây edit nó. Đây nó đã hiện ra các cái thông tin của mình. Sau đó mình sẽ quay trở lại code và thêm một cái hàm update có sẵn đây. Đầu tiên là mình sẽ tìm thằng user cần update bằng câu lệnh user file or fail. Rồi, truyền tất nhiên ID rồi. Tiếp theo, mình sẽ có dữ liệu update và sẽ bằng request cho đến accept. Có nghĩa là khi mà gửi dữ liệu lên thì mình sẽ không lấy cái trường password. Mình sẽ bỏ nó ra. Bởi vì khi mà cập nhật thì mình có thể không cập nhật password mà. Và mình sẽ có một cái câu lệnh điều kiện là nếu request cho đến password. Có nghĩa là mình gửi lên password thì mình sẽ có dữ liệu update cái trường password này và sẽ bằng, tất nhiên là mã hóa là h4.make rồi và mã hóa là password. Rồi, cuối cùng là mình sẽ có user và mình sẽ update nó sử dụng dữ liệu update. Sau khi mình làm xong thì mình sẽ return
về cái trang index của mình. Và cái trang user.index ở đây mình sẽ trả về một cái message để mình biết là mình đã cập nhật thành công. Nó có giá trị là update success. Rồi, sau khi mình đã tạo xong ở đây, nó đang có một cái gì đó sai, thiếu một cái dấu ngoặc đâu đó quanh đây. Mình sẽ xem đâu đó quanh đây file of fail này. Và password, data password này. Rồi, mình sẽ tạo ra một cái router nữa. Nó có phương thức tên, nó sẽ là put. Và nó sẽ dùng là update chứ không phải store. Tương tự cái hàm sử dụng chúng sẽ là update rồi, và tên cũng sẽ là update. Rồi quay trở lại edit. Ở đây router của mình sử dụng sẽ là update, và mình cần truyền vào cả ID của user nó cần update. Method của mình sẽ là port, nhưng mình sẽ thêm một cái blade directive nữa sẽ là method. Ở đây mình sẽ để là put để nó có thể nhận được. Rồi, mình sẽ quay trở lại code và mình quay trở lại trang web. Nó sẽ có một cái lỗi là ở đây mình đang thiếu một dấu chấm phẩy. Đây. Rồi, mình sẽ quay trở lại. Mình lỗi lại này. Mình sẽ edit user tên. Mình sẽ là qhq update chẳng hạn. Mình sẽ update. Đã update thành công. Đối với khi mà update nó giống như create thôi, nó cần phải có một cái validate nữa. Đối với update thì mình cũng sẽ cần phải validate dữ liệu trước khi gửi lên. Mình sẽ tạo nó bằng câu lệnh là pp artisan make request, và tên nó sẽ là update user request. Sau đó mình sẽ qua bên create user và mình sẽ copy sang, bởi vì update và create nó gần giống nhau. Nó chỉ khác nhau một chút là khi mà mình update mình sẽ không cần phải validate cái password nữa. Rồi, ở đây sau đó là khi mà mình đã tạo xong thì mình sẽ vào bên controller và mình sẽ sử dụng nó, update user request, và mình sẽ reload lại. Khi mà mình update mình không thay đổi thông tin gì cả thì nó sẽ có lỗi là cái the email head, có nghĩa là cái email này đã tồn tại trong DB. Chính xác là như vậy. Mình sẽ phải chỉnh sửa lại một chút về cái rule email. Ở đây mình sẽ thêm dấu chấm và mình sẽ truyền cái ID vào. Dần dấu chấm ở đây. Có nghĩa là khi mà mình update thì mình sẽ kiểm tra cái email này trong DB, ngoại trừ chính nó. Đó. Rồi, mình update lại và nó sẽ update thành công. Đấy là về chức năng update. Tiếp theo là về chức năng xóa người dùng. Ở đây mình sẽ quay lại code và quay lại cái khai báo router của mình. Mình sẽ thêm một cái router nữa có phương thức là delete. Đây mình sẽ để là destroy, có nghĩa là phá hủy. Tên của nó cũng sẽ là destroy. Rồi, sau đó mình sẽ quay lại controller. Trong cái hàm destroy này thì mình đầu tiên mình vẫn phải tìm ra thằng user đang cần xóa. Sau đó mình trả về user trở đến delete để xóa nó đi. Và cuối cùng là khi mà xóa xong thì mình sẽ trả về trang index với thông báo sẽ là delete success. Sau đó mình sẽ quay trở lại trang index. Ở đây mình làm đơn giản thì có thể thêm một thẻ form. Action ở đây sẽ là route và tên của nó sẽ là
user.destroy. Tương tự là user cho đến ID. Method của nó đương nhiên vẫn sẽ là port rồi. Nhưng mà ở đây đối với cái put này, delete này của hàm update và destroy ấy, thì mình sẽ phải thêm một cái dạng method nữa là account method. Đây mình sẽ để là delete này. Tiếp theo mình sẽ thêm cái nữa là CSRF để chống tấn công. Rồi, mình sẽ paste vào đây và mình để cái button này có type là submit. Mình sẽ quay lại giao diện web. Khi mà mình ấn delete thì nó sẽ xóa cho mình. Nhưng mà mọi người có thể thấy là nếu mà mình xóa như vậy thì nó sẽ có sản sinh vấn đề là gì? Nếu mình ấn nhầm thì sao? Thì để giải quyết được một vấn đề đấy thì khi mà mình click vào nút xóa này, nó sẽ phải hiện ra một cái thông báo cho mình là bạn có muốn xóa hay không. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái confirm ở bên layout. Mình sẽ thêm một cái gear nữa. Mình sẽ để là script. Để làm được khi mà mình click vào một nút và nó hiện ra một cái confirm thì mình sẽ sử dụng JavaScript ở index này. Mình sẽ thêm một cái section để là script. Theo đó end section. Đây mình sẽ có một cái thẻ script. Ở đây mình sẽ xóa cái button này đi, thay nó, và mình sẽ có một cái class mình đặt tên sẽ là btn delete chẳng hạn. Rồi, ở đây khi mà mình phải lấy được cái button này ra, để cho đơn giản nhất thì mình sẽ sử dụng jQuery. Mình sẽ lên search là jQuery CDN. Mình sẽ sử dụng CDN cho nhanh. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cái bảng đầu tiên này, mình sẽ copy nó. Quay trở lại code. Mình sẽ paste vào cái trang web của mình. Paste ở đây. Trước. Sau đó mình sẽ quay trở lại trang index. Ở đây mình sẽ lấy được, sẽ khai báo của cái jQuery. Rồi, đây mình sẽ có là document này chấm on. Sự kiện của mình là khi mà mình click và cái selector của mình sẽ là btn delete. Khi mà mình kích như vậy thì mình sẽ trả về một cái callback để nó làm một cái gì đó. Ở đây mình sẽ thêm một cái nữa, sẽ thêm là data form chẳng hạn, sẽ là bằng ID của cái form này. Mình sẽ đặt tên một cái form ID cho nó và sẽ bằng delete form, là form này tất nhiên là sẽ có ID của user rồi, sẽ truyền vào user chọn đến ID và mình sẽ paste nó vào đây. Khi mà mình click thì mình sẽ lấy được cái form ID. Cái form ID sẽ là zip này. Zip chính là cái nút đó. Chấm cái data tên nó sẽ là form. Và mình sẽ lock nó ra màn hình, ra cửa sổ console là form ID. Mình sẽ xếp lại. Mình sẽ kiểm tra nó và mình sẽ quay với cửa sổ console. Mình lấy load nó. Sau đó mình click này. Khi mà click thì mình đã lấy được cái form ID rồi, nhưng mà nó vẫn chạy cái sự kiện của form đấy. Thì ở đây mình sẽ để cái nút này ra bên ngoài cái form. Rồi, mình sẽ quay trở lại. Nghĩ lại, nó đã lên được cái form ID. Ở đây mình sẽ có một cái là nếu
có một cái confirm là bạn yêu one delete it. Bạn có muốn xóa nó không? Nếu mà mình ấn OK thì tất nhiên là mình sẽ submit cái form này, sẽ là dấu thăng thể hiện cho ID này và cái form ID, sự kiện nó là submit. Rồi mình sẽ quay lại web và mình sẽ reload lại, mình sẽ ấn delete và nó hiện ra cho mình là you want delete it. Khi mình click OK thì nó sẽ submit cái form và nó sẽ xóa thành công. Tiếp theo, nếu mọi người cảm thấy cái giao diện khi mà mình xóa này nó vẫn rất là xấu thì mình sẽ sử dụng một cái package là Swift Alert 2. Ví dụ, nó có một cái ví dụ cho mình chẳng hạn, ví dụ có một cái alert như này và khi mà xong thì nó sẽ hiện ra một cái alert cứ tầm lại nó nhìn đẹp hơn. Mình sẽ vào install và mình sẽ sử dụng CDN của nó để có thể làm cho cái delete của mình trông nó đẹp hơn rất là nhiều. Ở cái phần script này mình sẽ thêm vào đằng trước. Rồi sau đó là mình sẽ tìm kiếm một cái mẫu delete ở đâu đó quanh đây, không phải cái này. Rồi cái này sau đó mình sẽ copy nó đó. Rồi quay trở lại code ở đây, sẽ paste vào đây. Mình sẽ comment cái dòng này lại. Rồi sẽ reload lại. Khi mà mình click vào nút delete này, nó đã hiện ra là are you sure one delete, cancel là không có gì chẳng hạn. Rồi mình sẽ copy cái dòng xóa submit form đây và mình sẽ paste nó vào đây. Đó, sẽ reload lại. Delete nó đã đẹp hơn rất là nhiều và khi mà mình ấn yes nó sẽ submit cho mình cái form. Do ở đây nó đang bị là hết phiên đăng nhập thì mình sẽ đăng nhập lại bằng một cái user. Cái user này chẳng hạn. Password của nó đương nhiên vẫn là password rồi. Mình sẽ xóa lại nhé. Xóa bạn đi chẳng hạn. Xóa submit code và nó đã xóa thành công. Đấy là các chức năng thêm sửa xóa và mình đã custom chức năng xóa nhìn nó đẹp hơn. Quay trở lại code. Ở đây mình đang sử dụng theo dạng là static function 4 chấm, thể hiện là static function. Mình sẽ refactor code lại một chút bằng cách sử dụng instance. Mình tạo ra một cái biến có phạm vi là predicted, mình đặt tên là user. Và mình sẽ có một cái hàm. Hàm này là contract. Và nó truyền vào là user và biến nó sẽ là user. Ở đây cái giá trị user của mình bằng sẽ là user. Khi mà mình viết như này thì ngay lập tức cái user ở đây nó đang có giá trị là user, cái này người ta gọi là dependency. Rồi mình sẽ refactor code lại. Ở đây thay vì mình dùng user 4 chấm, mình sẽ đổi lại thành zip cho đến user. Mình sẽ reload lại, mình sẽ sửa ở trên chỗ khác nữa. Rồi ở đây thay vì create user create đúng không? Sửa lại này. Sửa lại ở đây luôn này. Tiếp theo mình sẽ sửa lại ở tất cả những cái code của mình đang có. Rồi. Ở đây cũng sửa lại tương tự luôn. Sẽ xếp lại. Quay trở lại trang web và nó vẫn không có gì xảy ra. Tiếp theo mình sẽ refactor lại một chút về cái các cái router ở đây. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái route group để có thể nhóm các cái code, các cái router gần giống nhau lại. Trong này sẽ là một cái function. Đây mình sẽ để một cái function đây.
và mình sẽ gom nó lại trong một cái group. Các cái router của mình đều có chung một cái middleware là out, thì mình sẽ để cái middleware chung ở đây, middleware, và giá trị của nó sẽ là out. Khi đó mình sẽ xóa được những cái middleware ở đây, code của mình sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều. Xóa đi, xóa ở đây nữa, xóa này, xóa ở đây nữa. Ở đây cái home mình không cần, sẽ cho nó ra bên ngoài. Rồi tiếp theo là ở đây các cái router của mình cũng đang dùng chung user controller, mình sẽ thêm một cái nữa là chọn đến hàm controller, và hàm này nó có giá trị là user controller hết ở đây. Khi đó cái router của mình sẽ chỉ còn đường dẫn và tên hàm sử dụng thôi. Xóa, xóa nó, tất nhiên mình sẽ xóa đây nữa, tất nhiên chỗ này mình sẽ xóa, cuối cùng ở đây, xóa đây luôn. Đây mình đang thiếu, mình quay trở lại code xem kết quả nó như thế nào. Kết quả nó vẫn như cũ, không thay đổi gì cả. Cuối cùng là đối với các cái tên ở đây nó đều cùng chung là user chấm, thì mình sẽ thêm một cái name chung, đây sẽ là user s chấm. Khi đó cái tên của nó sẽ chỉ còn là index thôi, nó không còn những cái tên lặp đi lặp lại nữa. Rồi đây, xóa này, xóa này, xóa ở đây nữa, xóa đây nữa. Tiếp theo là về các cái đường dẫn, ở đây nó đều có chung là user đây. Mình sẽ thêm một cái là prefix là user s để có thể loại bỏ số user ở đường dẫn ở đây đi. Nó sẽ còn là trống. User create nó chỉ còn là create thôi. Đây nó tương tự. Xóa, xóa. Kết quả nó vẫn như cũ, không thay đổi. Vẫn tạm mới bình thường, không có gì cả. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hai chức năng cuối cùng trong nhóm CURD user, đó là edit và delete. Để ủng hộ mình, các bạn cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên ấn nút chuông thông báo ở gần nút đăng ký để có thể nhận thông báo khi có video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.